Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Nhiều lần bị chê não hóa, Lâm Tâm Như tái xuất với sắc vóc khiến gái đôi 10 cũng phải ghen tị. Nữ diễn viên Lâm Tâm Như cho thấy, dù nhận về những bình luận tiêu cực nhưng cô vẫn tự tin vào con người của chính mình. Vừa qua, Lâm Tâm Như trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Fashion Win số mới, xuất hiện trong những trang phục tôn vóc dáng nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách, đã chinh phục người xem nhờ vào gương mặt thanh tú cùng thân hình thon gọn của mình. Làng Hạ Tử Vi trên tạp chí Fashion Win với sắc vóc đáng ghen tị. Nếu nhìn làng Hạ Tử Vi, trai nghĩ cô đã 44 tuổi và từng trải qua một lần sinh nở. Vẻ đẹp tự nhiên dịu dàng như ánh nắng mai của Lâm Tâm Như luôn tạo cho người khác cảm giác dễ chịu và gần gũi. Trước đó Lâm Tâm Như từng không ít lần bị chê bai về nhan sắc, bằng chứng là nhiều bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy bản sắc của Hắc Tuấn Hoa để lộ nếp nhăn, gương mặt già lua. Bản thân Lâm Tâm Như cho biết cô không ngại nhận những lời bình luận tiêu cực vì con người chẳng ai là hoàn hảo. Cô chọn cách yêu quý bản thân và hướng tới những niềm vui trong cuộc sống của mình. Nữ diễn viên Lâm Tâm Như cho thấy dù nhận về những bình luận tiêu cực nhưng cô vẫn tự tin con người của chính mình. Hiện tại Lâm Tâm Như đang quay phim mới ở Đài Loan. Cô nhận được sự hỗ trợ từ phía Hoắc Kiến Hoa khi anh thay cô chăm sóc bé cá heo nhỏ. Không chỉ vậy, ông xã của Lâm Tâm Như còn đến thăm cô ở trường quay vì lo lắng khi vợ ghi hình giữa mùa dịch. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.